thời tiết quá nóng còn người thì quá đông. Công suất máy lạnh không làm dịu cả văn phòng được. Bảo Bảo lo Chiến Ca sẽ bị nóng, vì Chiến Chiến rất hay đổ mồ hôi. Ở phim trường thì lúc nào cũng cầm quạt mini cả. Tới mặc áo cũng phải buộc hờ hững cho mắt luôn mà. Thôi quay quạt hơi nước mới mua tối qua cho Chiến Chiến thấy ấm áp hơn mới được. Ý nhầm phải gọi là mát mẻ mới đúng chứ. Nhưng hỡi ơi cái hơi nước thiệt là mê trai không tả nổi. Mới quay sang cái là phá vô mặt người ta vậy hà. Mê gì mê dữ vậy trời ơi. Thôi tránh ra một bên đi hơi nước ơi. Mình tôi mê đủ rồi. Nhiều quá tôi không chịu đâu à nha. Lo thế đó mà nhớ hôm bữa trước trong lúc bóc hạt sen cho Chiến Chiến. Ẻn để nguyên cái tim sen làm Chiến ăn rồi nhăn nhó mặt mày vì quá đắng. Chiến kiểu, nhớ lo cho tôi lắm mà, sao cho tôi ăn gì đắng quá vậy trời. Giỡn thôi anh Chiến ơi, để em bóc bỏ tim sen cho Chiến Ca của em nha. Ok, giờ hạt sen ngọt rồi nè. Ngọt hơn mật ngọt luôn Bảo Bảo ơi. Love you, send a